Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Do mưa lớn trong nhiều ngày nên thảm họa nghiêm trọng. Một trận mưa xối xả gây ra lở đất và làng mạc bị tàn phá ở thành phố Đông Giang Yển, khiến 31 người chết, 166 người mất tích và hàng triệu người bị ảnh hưởng. Kể từ thứ Hai, mưa xối xả ở tỉnh Tứ Xuyên đã dần tăng cường và thành phố Đô Giang Yển là nơi nghiêm trọng nhất, với lượng mưa lên tới 1.000mm. Lở đất xảy ra ở nhiều nơi và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng. Tại làng San Si, thị trấn Rông Sinh, một trận lở đất đã phá hủy một ngôi làng và hàng trăm người có thể đã bị chôn vùi và mất tích. Theo thống kê hiện tại, được biết trận mưa xối xả đã khiến 31 người chết và 166 người mất tích, nhiều tuyến đường cao tốc bị sạt lở, hàng trăm hành khách bị mắc kẹt nhưng không có nước và lương thực, hơn 2.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Do bão số 6 tiến gần và đẩy vành đai áp cao dịch chuyển, cảnh báo lượng mưa lớn hiện tại ở Tứ Xuyên đang dần được dỡ bỏ. Tuy nhiên, hàng trăm người vẫn mất tích và hơn 200.000 người đang chờ được tái định cư. Một trận lở đất khác ở khu công nghiệp Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc cũng đã nuốt chửng ít nhất 10 hecta đất và chôn vùi 17 tòa nhà. Cho đến nay, mọi người đã được giải cứu, nhưng 41 người vẫn đang mất tích. Và tối qua, tổ chức Eo Biển Đài Loan xác nhận rằng hiện tại không có doanh nhân và cán bộ Đài Loan nào bị ảnh hưởng. Yo Shixiang, Phó Tổng Thư ký SEF cho biết, cho đến nay chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra có bất kỳ doanh nhân hay cán bộ Đài Loan nào bị thương vì ở đây có nhà máy đang xây dựng dưới chân núi. Tại khu công nghiệp Liu Xiu, quận Mới, Quảng Minh, Thâm Quyến, một trận lở đất bất ngờ xảy ra vào lúc 11 giờ 40 phút hôm nay. Toàn bộ khu công nghiệp rộng hơn 100.000m2 gần như bị nuốt chửng, một số làng nội thành lân cận cũng bị vùi lấp. Tại hiện trường, đến chiều nay trời vẫn còn mưa, khiến công tác tìm kiếm cứu nạn thêm khó khăn, con số thương vong chính xác vẫn được thống kê. Kính thưa quý vị, trận mưa xối xả đã ập đến Bắc Kinh vào ngày hôm qua. Trận mưa đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi trong khu đô thị chính. Nhiều tuyến giao thông bị tắc nghẽn, nhiều sở ban ngành đã triển khai ứng phó khẩn cấp. Theo xác minh sơ bộ của phóng viên, trận mưa xối xả đã khiến ít nhất 4 người tử vong. Tính đến tối qua, 14.152 người đã được di rời khẩn cấp từ nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố. Thông tin từ trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Bắc Kinh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, lúc 1 giờ 30 phút ngày hôm qua, tổng cộng 14.152 người đã được chuyển đến từ các quận miền núi. Kể từ khi phát cảnh báo lũ màu xanh lúc 9 giờ sáng, trụ sở phòng chống lũ lụt ở khu vực miền núi đã bắt đầu chuẩn bị cho việc chuyển nơi trú ẩn an toàn cho người dân. Huyện Phan Sang đã tổ chức di chuyển an toàn 1.047 hộ gia đình và 4.125 người từ 80 ngôi làng có nguy cơ sạt lở đất ở 12 thị trấn. Huyện Heo Ru đã tổ chức di chuyển an toàn 1.059 người từ 56 ngôi làng có nguy hiểm ở 6 thị trấn. Thị trấn Yangqi ngừng đón khách du lịch và tất cả 1.300 khách du lịch đã được chuyển đến khu vực an toàn. Huyện Metugu, Pinggu và Minyu đã chuyển tổng cộng 8.164 người từ 177 ngôi làng và 5.880 hộ gia đình ở khu vực nguy hiểm dễ xảy ra sạt lở đất. Hạt Hàng Kinh tổng cộng có 804 người đã được chuyển đến và tái định cư ở 78 ngôi làng nước ngập sâu trên 3 mét. Chiều qua, một cơn mưa xối xả ập đến thủ đô. Tính đến 19 giờ 10 phút, tại sân bay thủ đô có hơn 500 chuyến bay bị hoãn, hủy, một lượng lớn hành khách bị kẹt lại sân bay. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa dông màu xanh lam. Do ảnh hưởng bởi những đám mây mưa dày đặc nên buổi chiều mưa lớn đã đổ xuống thành phố. Cư dân mạng Sinh Sinh Du cho biết trên Weibo rằng tòa nhà ga sân bay không khác gì nhà ga trong mùa du lịch lễ hội mùa xuân. Cư dân mạng Xiao Wang Su cũng cho biết trên Weibo rằng một lượng lớn hành khách bị mắc kẹt khiến tất cả các nhà hàng thức ăn nhanh tại sân bay đều kín chỗ và khó tìm. Được biết, thời tiết tại sân bay thủ đô vào tối hôm qua có cơn dông bão lớn với tầm nhìn xa 1.700m. Tính đến 19 giờ 10 phút, 265 chuyến bay nội địa xuất phát tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh đã bị hủy và 248 chuyến bị hoãn. 15 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy, 22 chuyến bay bị hoãn.
Hôm qua, Bắc Kinh hứng chịu trận mưa lớn nhất trong vòng 63 năm qua và Văn phòng Công an thành phố đã nhận được những lời kêu cứu từ người dân. Đồng chí Lý Phương Hồng, Giám đốc đồn cảnh sát đường Tương Dương thuộc chi cục Yansan đã lãnh đạo cảnh sát cứu trợ tại làng Phèn Hoàng Tinh, nơi đang bị ngập lụt nghiêm trọng trong khu vực và giải cứu hơn 50 người bị mắc kẹt kể từ trưa. Đến khoảng 17 giờ 20 phút, khi đồng chí Lý Phương Hồng lao xuống nước lần nữa để cứu người dân, đồng chí đã bị dây điện quật rơi xuống nước và thiệt mạng. Kể từ 6 giờ tối qua, 104 học sinh tiểu học và 9 giáo viên của trường Yukai đã bị mắc kẹt trong căn cứ của Học viện Quân sự Thanh niên Trung Quốc ở thị trấn Kiêu Long Khu. Sau khi vụ việc xảy ra, các giáo viên và phụ huynh của trại huấn luyện Học viện Quân sự đã nhanh chóng di chuyển học sinh đến khu vực an toàn. Lực lượng quân đội, lực lượng cứu hỏa Bắc Kinh và cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành giải cứu. Qua kiểm tra xác minh của lực lượng cứu hộ tại chỗ, có tổng cộng 350 sinh viên và 40 cán bộ giảng viên bị mắc kẹt. Sau khi được các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy sơ tán, những người bị mắc kẹt đã được đưa vào hai điểm tập trung an toàn và những người bị mắc kẹt đã ổn định tâm lý. Do tình hình tại hiện trường phức tạp và mực nước dâng cao, chúng tôi chỉ có thể đợi thiên tai dịu bớt rồi mới sơ tán. Vào khoảng 1 giờ chiều ngày hôm qua, nhiều ngôi làng ở thị trấn Giang Jawan, quận Tongju đã bị gió quật mạnh. Tại Dan Shingwang, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, một số nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một cơn lốc xoáy và gần 800 hộ gia đình trong làng bị ảnh hưởng. Hiện thời tiết cực đoan tại khu vực đã khiến ít nhất 2 người chết và 12 người bị thương. Ông Yang, một người dân ở Dan Shingwang, thị trấn Giang Jiwan, cho biết vào khoảng 1 giờ chiều ngày hôm qua, nhà ông bị mất điện đột ngột. Trên mái nhà có rất nhiều tôn, gạch, cành cây, tấm thép màu đã được cuốn đi về phía Tây. Một người dân cho biết cơn lốc đen ập đến vào làng trong khoảng 10 phút. Anh Vương cho biết khi gió thổi, âm thanh rất lớn. Chúng tôi trốn dưới gầm giường và gầm bàn nhưng vẫn bị mảnh kính vỡ bay vào gây thương tích. Theo Liang Zhongming, thành viên chi nhánh của Ủy ban làng Yanzhang, gió mạnh đã khiến toàn bộ cư dân của khoảng 800 hộ gia đình trong làng bị ảnh hưởng và ít nhất 5 người bị thương. Được biết, ngoài Dan Shingwang và Yao Lingwang, Heijewang, Fatu Vilat, Lu Shingwang, Debiwang, Shaobiwang và các làng khác trong thị trấn đều bị ảnh hưởng bởi gió mạnh. Trong đó, Dan Shingwang là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện thiệt hại do gió giật mạnh vẫn đang được thống kê. Đêm qua, một người đàn ông bị mắc kẹt trong ô tô ở vùng nước ngập ở ngã tư Quảng Quần Môn của đại lộ Quảng Quần Môn ngoại. Sau khi được cấp cứu khẩn cấp đến 10 giờ 30 phút, người đàn ông này đã được giải cứu và đưa đến Bệnh viện Bắc Kinh cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Theo những người chứng kiến, vào khoảng 9 giờ 30 phút tối qua, nước dưới cầu Quảng Khúc Môn dâng cao nhanh chóng, chỉ trong vài chục phút đã đạt độ sâu gần 4 mét. Nhiều phương tiện bị mắc kẹt trong vùng nước ngập dưới chân cầu. Khi nước dâng cao, một số ô tô nổi trên mặt nước. Sau khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, họ bắt đầu kiểm tra các phương tiện trong vùng nước ngập. Đến khoảng 10 giờ, lực lượng cứu hộ lấy dây thừng, phao cứu sinh bắt đầu tiến vào khu vực nước sâu dưới gầm cầu để tìm kiếm. Sau khi được lực lượng cứu hộ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe hiệu BMW nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Lực lượng cứu hộ phải nhảy dù do nước sâu. Đến 22 giờ 29 phút, khoảng 20 người trong lực lượng cứu hộ dùng dây thừng kéo nóc chiếc BMW trở lại đoạn đường nước sông. Sau đó, lực lượng cứu hộ dùng thanh sắt đập cửa sổ và nhấc người đàn ông bên trong xe lên bờ mà xe cứu thương đã chở sẵn, nhưng người đàn ông đã trong tình trạng hôn mê. Đến 22 giờ 34 phút, xe cứu thương rời khỏi hiện trường và di chuyển thuận lợi đến bệnh viện. Sau khi người đàn ông được đưa lên ô tô, lực lượng cứu hộ đã quay lại ô tô để tiếp tục tìm kiếm nhưng không tìm thấy người nào nữa bị mắc kẹt. Theo nhân viên cấp cứu, người đàn ông không có dấu hiệu sinh tồn khi được đưa lên xe cấp cứu và chết trên đường đến bệnh viện. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, bờ kè bị hư hại và đêm qua nước sông tràn vào ở quận Phong Sơn, Bắc Kinh khiến hơn 40 người trong ngôi làng bị mắc kẹt. Hiện tại, các bộ phận liên quan đang phát động cứu hộ và 20 người đã được giải cứu. Vào lúc 20 giờ 51 phút ngày hôm qua, Sở Cứu hỏa Bắc Kinh nhận được tin báo rằng một bờ kè sông Đăng Sa ở làng Xiongdongwan, cầu Đông Đoa, quận Phan Sang, Bắc Kinh đã bị hư hại, khiến nước sông tràn qua và hàng chục gia đình trong làng bị mắc kẹt. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động 3 xuồng cứu hỏa khẩn trương đến hiện trường. Văn phòng thông tin chính quyền quận Phong Sơn cho biết có hơn 40 người bị mắc kẹt do vỡ đê kè. Chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng cứu hộ, điều động xe nâng và các phương tiện khác đến hiện trường. Tính đến 0 giờ ngày hôm qua, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 20 người bị mắc kẹt, hiện chưa có báo cáo về thương vong. Một trận mưa lớn vào sáng hôm qua đã trút xuống thành phố, đặc biệt là ở Phan Sang.
từ khoảng 10 giờ hôm qua đến thời điểm hiện tại, cơn mưa lớn vẫn chưa ngớt. Đoạn qua đường Vành Đai 5, do trời mưa to, tầm nhìn xa dưới 10 mét nên hai phương tiện va chạm vào đuôi 4 phương tiện khác. Sau khi ra khỏi đường cao tốc Jingxi, đó là Phan Yi dẫn đến làng Guangzhouyuan. Chạy xe gần 30 cây số, cả hành trình gần như ngập trong nước, chỗ sâu chừng 1 mét, hơn 10 ô tô bên đường không thể di chuyển tiếp do nước ngập làm chết máy. Nước sâu quá, tôi không có kinh nghiệm nên tắt máy, một tài xế nói. Ngoài ra, nước trên nền đất cao hơn một chút tương đối cạn, nhưng mực nước mương bên đường đã ngang với mặt đường. Những cánh đồng hoa màu nước đã ngập cao đến ngọn cây ngô. Và lúc 5 giờ chiều hôm qua, phóng viên đã đến thị trấn Liin, làng Nanjiangyi, thị trấn Jiaokudian, quận Fansan. Bà Liu, một cư dân trong làng cho biết, ở đây nước đã ngập tầng 1, nhiều ô tô trong làng đã bị nước mưa nhấn chìm. Trên đường đến thị trấn Liulin, gần 100 phương tiện bị mắc kẹt, có nhiều ngôi làng nước cao đến thắt lưng và dòng nước chảy xiết có thể cuốn trôi người đi đường. Lúc dòng nước chảy xiết nhất, một chiếc xe tải nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng nước, mọi người nắm tay nhau từ từ tiến lên xe để giải cứu các em nhỏ và người già trên xe. Ngoài ra, những chiếc xe tải lớn bị mắc kẹt tại đây đã tự động xếp hàng chặn lối thoát nước của dòng sông chảy xiết, làm chậm dòng nước và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu hộ. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.